Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ngày 3 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra khu cách ly số 5 tại trường Trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ. Khu vực cách ly số 5 tại trường Trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ có tổng số 28 phòng, mỗi phòng bố trí 3 giường, nhà tắm, công trình vệ sinh khép kín. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ và sở ban ngành đã báo cáo công tác chuẩn bị khu vực tiếp nhận về cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện đảm bảo cho công tác cách ly với những người tiếp xúc gần với ca mắc bệnh F1, F2, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đánh giá cao tinh thần chủ động, sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 của thị xã Nghĩa Lộ. Đồng thời yêu cầu thị xã Nghĩa Lộ cần tiếp tục tuyên truyền để nhân dân không hoang mang, thực hiện tốt quy trình phòng chống dịch để không xảy ra lây nhiễm chéo, tăng cường công tác quản lý người ra vào địa phương, nhất là công tác quản lý sau cách ly. Đồng thời thị xã Nghĩa Lộ cần tiếp tục chỉ đạo đảm bảo an toàn cho công tác bầu cử sắp tới. Trước đó thị xã Nghĩa Lộ đã lập chốt chặn để hạn chế tối đa người ra vào khu dân cư ở tổ 4, phường Tân An. Đây là địa điểm có chuyên gia là người Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2 từng lưu trú tại khách sạn Bảo Yến. Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Văn Chấn. Liên quan đến ca bệnh COVID-19, chuyên gia người nước ngoài, tính đến 18 giờ ngày 2 tháng 5, huyện Văn Chấn đã truy vết được 5 trường hợp F1, 146 trường hợp F2 và 486 trường hợp F3. Tất cả các trường hợp này đã được khám sàng lọc, đánh giá nguy cơ, mức độ, lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế. Huyện Văn Chấn đã tiến hành phun tiêu độc khử trùng các khu vực lưu trú, điểm dừng chân của đoàn chuyên gia, người nước ngoài và các khu vực có nguy cơ cao, đồng thời chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư y tế, nhân lực và khu vực cách ly dự phòng, sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Qua kiểm tra tại trường tiểu học và trung học cơ sở bán trú Ba Khe, xã Cát Thịnh, địa điểm được huyện Văn Chấn trưng tập làm khu cách ly tập trung cho các trường hợp F1, F2. Khu vực này có 7 phòng bán trú, trong đó 5 phòng khép kín, có thể đáp ứng yêu cầu cách ly cho 30 đến 40 người. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu huyện Văn Chấn tiếp tục truy vết, sàng lọc kỹ các trường hợp F1, F2, F3. Đặc biệt phải xem xét đánh giá nguy cơ, mức độ của từng trường hợp để có phương án cách ly phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 3 tháng 5, Công an tỉnh Yên Bái dự hội nghị giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch với công an một số địa phương do Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Công an chủ trì. Theo báo cáo, trong thời gian từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, tình hình dịch COVID-19 trên cả nước diễn biến phức tạp. Bộ Công an đã yêu cầu lực lượng công an các địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm túc các biện pháp về phòng chống dịch bệnh, tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh để phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, đồng thời tăng cường phối hợp với lực lượng liên quan, chủ động xác minh truy vết, khoanh vùng chính xác người liên quan để đảm bảo phòng ngừa, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Tính đến ngày 3 tháng 5 năm 2021, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 5 ca bệnh dương tính COVID-19. Từ khi trên địa bàn tỉnh xuất hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên, lực lượng công an toàn tỉnh đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, kịp thời khoanh vùng truy vết những trường hợp tiếp xúc với các trường hợp F0, F1, phối hợp với các đơn vị tái khởi động 9 chốt kiểm dịch y tế để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Đánh giá cao những nỗ lực của Công an tỉnh Yên Bái nói riêng, lực lượng công an toàn quốc nói chung, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đề nghị lực lượng công an cần tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng thực hiện cách ly hiệu quả, tiếp tục quan tâm công tác phòng chống dịch tại các cơ sở giam giữ, theo dõi sát tình hình, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Tiếp theo chương trình là thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái thông cáo báo chí về một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong ngày 3 tháng 5 năm 2021 như sau. 1. Về việc truy vết, xét nghiệm cách ly người có liên quan dịch tễ đến công dân người Vĩnh Phúc mắc COVID-19 dự đám cưới ngày 1 tháng 5 năm 2021 tại thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Chân Yên. Sáng ngày 3 tháng 5 năm 2021, ngay sau khi nhận được thông tin có công dân người Vĩnh Phúc nghi ngờ mắc COVID-19 đến dự đám cưới ngày 1 tháng 5 năm 2021 tại thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Chân Yên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái đã khẩn trương chỉ đạo khoanh vùng truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức cách ly theo quy định.
Đến 17 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2021 đã xác định được 199 F1, 459 F2, lấy được 159 trên 199 mẫu xét nghiệm của F1 và hiện đang chờ kết quả. Toàn bộ các F1 truy vết đã được đưa đi cách ly tập trung, đồng thời tiến hành phong tỏa thực hiện phun khử khuẩn khu vực liên quan đến gia đình tổ chức đám cưới. Đề nghị người dân có mặt tại đám cưới nhà ông Nguyễn Đức Ngự, thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vào 16 giờ ngày 1 tháng 5 năm 2021, liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thông báo đến số điện thoại đường dây nóng Sở Y tế tỉnh Yên Bái 0964671010, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái 0853459000 để được hỗ trợ tư vấn. 2. Về việc khoanh vùng truy vết xét nghiệm cách ly người có liên quan dịch tễ đến chuyên gia người Trung Quốc mắc COVID-19 được phát hiện sau khi xuất cảnh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo tập trung cao độ để khoanh vùng truy vết xét nghiệm cách ly đối với các trường hợp có liên quan trên địa bàn tỉnh. Đến 17 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2021 đã truy vết lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức cách ly theo quy định đối với 10 F1, 194 F2, 63 F3. Kết quả xét nghiệm lần 1 của toàn bộ F1, F2 đều cho kết quả âm tính, đã đưa 95 trường hợp đi cách ly tập trung. 3. Về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19, phong tỏa các khu vực có liên quan tại thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, cho học sinh sinh viên trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái và các huyện Văn Chấn, Trấn Yên nghỉ học từ ngày 3 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 9 tháng 5 năm 2021. Tiếp tục phong tỏa các khu vực có liên quan tại thị xã Nghĩa Lộ, bao gồm khu dân cư thuộc đường Ao Sen, tổ 4, phường Tân An và khu vực nhà hàng Hoa Tây Bắc, tổ 1, phường Pú Trạng. Tiếp tục áp dụng các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 theo nội dung chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ tại các địa điểm nơi có nhóm chuyên gia người Trung Quốc dừng nghỉ trên địa bàn huyện Văn Chấn, bao gồm thôn Hải Chấn và thôn Nam Vai, xã Gia Hội, thôn Đá Gân và thôn Ngã Ba, xã Cát Thịnh, các thôn Nậm Cửm, Trấn Hưng, Nậm Pươi, Trung Tâm, xã Nậm Búng và các hoạt động tại nơi công cộng trên địa bàn thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ. Tiếp tục duy trì các chốt kiểm dịch y tế liên ngành tại các cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh để thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt các trường hợp đi từ vùng có dịch về địa phương từ 16 giờ ngày 2 tháng 5 năm 2021. 4. Đề nghị người dân phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế và ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các cấp, đặc biệt là quy tắc 5K của Bộ Y tế. Thực hiện nghiêm việc dừng tổ chức lễ cưới, tiệc mừng, tiệc liên hoan, gặp mặt đông người. Đối với lễ tang cần đảm bảo gọn nhẹ, không tổ chức đoàn viếng đông người, không làm cỗ mời khách, khuyến khích thực hiện hòa táng, tổ chức phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Trên địa bàn huyện Trấn Yên có một trường hợp F1 đã tới quán bar Sunny, Vĩnh Phúc, sau đó đến dự đám cưới tại thôn 3B, xã Việt Cường ngày 1 tháng 5. Trường hợp F1 này hiện đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trước tình hình đó, huyện Trấn Yên khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó áp dụng thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Phong tỏa khu dân cư đội 10, thôn 3B, xã Việt Cường 15 ngày, kể từ 9 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2021, đảm bảo giãn cách xã hội trên địa bàn thôn, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết. Song phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Hiện nay các lực lượng chức năng như công an, quân đội, y tế đã lập các chốt kiểm dịch trên các tuyến đường ra vào địa bàn xã Việt Cường và tiến hành phun tiêu độc khử trùng các khu vực trong khu dân cư đội 10 thôn 3B, truy vết các trường hợp F1, F2 tham dự đám cưới. Yêu cầu người dân tới tham dự đám cưới đến khai báo y tế, tiến hành thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nguy cơ cao. Hiện nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Trấn Yên chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền vận động người dân thực hiện công điện số 2 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Đối với việc tổ chức lễ tang tại gia đình, tuyên truyền vận động tổ chức gọn nhẹ, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch, đeo khẩu trang, sát khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách, thực hiện nghiêm việc rà soát, truy vết, lập danh sách tất cả những trường hợp có liên quan đến ca bệnh để theo dõi y tế, quản lý chặt chẽ, lấy mẫu xét nghiệm theo chỉ đạo, đảm bảo kiểm soát tốt việc cách ly tại nhà đối với những trường hợp thuộc diện cách ly.
Ngày 3 tháng 5, lãnh đạo huyện Yên Bình đã chia thành nhiều đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tại tất cả 24 xã thị trấn trên địa bàn. Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Yên Bình, hiện tại trên địa bàn huyện có 90 trường hợp đang thực hiện cách ly y tế, trong đó có 4 trường hợp cách ly tập trung, còn lại là cách ly tại nơi lưu trú và theo dõi sức khỏe tại nhà. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh và huyện, các xã thị trấn đã kiện toàn các tổ cơ động phòng chống dịch và các tổ tự quản ở khu dân cư, khởi động lại các tổ phản ứng nhanh và các chốt kiểm soát dịch bệnh, dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người, các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, quán game, các dịch vụ thể dục thể thao, các hoạt động tập trung đông người tại các cơ sở thờ tự, tôn giáo, kiên quyết xử lý 5 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Cùng với phòng chống dịch bệnh COVID-19, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng được các địa phương triển khai nghiêm túc, đúng luật, đảm bảo đúng tiến độ. Đến thời điểm này, các xã thị trấn đã hoàn thành việc niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu, công tác tuyên truyền về bầu cử và trang trí khánh tiết cũng được thực hiện theo đúng quy định. Qua kiểm tra, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị và các xã thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền để người dân không hoang mang nhưng cũng không lơ là chủ quan, tự giác thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, đồng thời xây dựng kế hoạch ứng phó ở mức độ cao hơn, làm tốt công tác khai báo y tế, truy vết, khoanh vùng các trường hợp có liên quan đến ca bệnh và các trường hợp có tiếp xúc với F1, F2 để tổ chức cách ly, xét nghiệm nhanh theo quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các bước tiếp theo trong điều kiện phức tạp của dịch COVID-19 để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp diễn ra an toàn, thuận lợi và thành công. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo ngay một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Ngay sau khi nhận được thông tin về một ca dương tính với COVID-19 trong đoàn chuyên gia nước ngoài đã từng đi qua một số điểm trên địa bàn tỉnh, khiến nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng tại tỉnh Yên Bái là khá cao, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo ngay một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch. Hiện nay, thì Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đang tập trung cao độ để khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, cách ly đối với các trường hợp liên quan. Thứ hai là đã triển khai một loạt các cái biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID. Trong đó thì có việc áp dụng các nội dung của chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại các điểm mà nơi có nhóm chuyên gia Trung Quốc dừng nghỉ trên địa bàn tỉnh Yên Bái và các hoạt động tại nơi công cộng trên địa bàn thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ. Kích hoạt các chốt kiểm dịch y tế liên ngành tại cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh để thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt các trường hợp đi từ vùng có dịch về địa phương cũng như là từ địa phương đi các địa phương khác từ ngày 2 tháng 5. Tỉnh cũng kịp thời chỉ đạo áp dụng ngay các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 theo nội dung của chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại các địa điểm nơi có ca dương tính với COVID-19 dừng nghỉ trên địa bàn huyện Văn Chấn. Đồng thời kích hoạt 9 chốt kiểm dịch y tế liên ngành tại các cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh để thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt các trường hợp đi từ vùng có dịch về địa phương. Việc mà anh em đã vận dụng và sử dụng các biện pháp khác nhau trong những thời điểm khác nhau để làm sao mà linh hoạt nhất trong tổ công tác. Ví dụ như việc mà kiểm tra hành khách, đối với những hành khách mà trên xe có nhiều người thì không mời tất cả mọi người trên xe xuống, mà trực tiếp cán bộ y tế ra xe đo từng người và một người xuống lấy thông tin, vừa đảm bảo việc cách ly xã hội và giữ khoảng cách đối với những người khác với nhau. Tại một số địa phương như huyện Văn Chấn, thành phố Yên Bái đã chính thức áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp tụ tập đông người, không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Chúng tôi là kết hợp với lại đội trật tự và đô thị của phường đi tuyên truyền vận động bà con nhân dân chúng ta là thực hiện cái khoảng giãn cách và những cửa hàng không thiết yếu sẽ tạm thời đóng cửa, còn những trừ những cửa hàng lương thực thực phẩm thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục mở cửa để bán để phục vụ nhân dân. Ngày 3 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng đã quyết định cho học sinh tại một số địa phương như thành phố Yên Bái, huyện Văn Chấn, Trấn Yên và thị xã Nghĩa Lộ nghỉ học đến hết ngày 9 tháng 5 để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động trong việc ngăn chặn ứng phó với dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tốt nhất tính mạng và sức khỏe của nhân dân, thành phố Yên Bái đã ban hành văn bản số 846 về việc tuyên truyền vận động thực hiện giãn cách xã hội tại các khu vực công cộng. Trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội, hầu hết người dân đều nghiêm túc chấp hành các quy định, phản ánh của phóng viên thời sự.
Khác với vẻ đông đúc thường ngày, quảng trường 19 tháng 8 khu vực trung tâm của thành phố Yên Bái trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội khá vắng vẻ. Dù vẫn đang trong ngày nghỉ lễ, những tấm biển như thế này được đặt ở rất nhiều vị trí xung quanh khu vực quảng trường. Cùng với đó là hệ thống loa truyền thanh, xe tuyên truyền lưu động phát các bản tin mới nhất về dịch bệnh và hướng dẫn người dân thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. Dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành và các tuyến đường chính của thành phố, nhiều cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu, các khu vui chơi dịch vụ giải trí đều dán biển thông báo tạm dừng hoạt động. Tôi sống ở cạnh quán karaoke này thì nói chung là quán karaoke này chấp hành rất chuẩn, theo chỉ đạo của tỉnh là chấp hành nghiêm túc, đảm bảo quyền lợi cho toàn thể nhân dân phòng chống dịch COVID-19. Đây là quang cảnh chợ Yên Thịnh vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày mùng 3 tháng 5. Lượng người đến chợ giảm hẳn so với thường ngày. Những người ra vào chợ đều được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Ý thức được việc nghiêm chỉnh thực hiện các quy định trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 là bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Các tiểu thương trong chợ đã ngồi đúng khoảng cách quy định, đeo khẩu trang và tránh tụ tập đông người. Mọi người là đeo khẩu trang, người tất cả đều là đeo khẩu trang. Để giãn cách, mọi người đấy là tuyên truyền trên loa hàng ngày đấy, giãn khoảng cách, ngồi đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Người dân là rất là chờ chống dịch rất là cao để bảo vệ cho mình và cho cả cộng đồng. Là bắt đầu từ ngày mùng 3 là bắt đầu giãn cách đấy đây. Cách của xã hội toàn của thành phố mình như này. Đấy bọn cô thì đấy vẫn đi vào sát khuẩn hơn trước. Khẩu trang đeo ấy phải đúng quy cách. Theo văn bản số 846 của thành phố Yên Bái về việc thực hiện giãn cách xã hội tại các khu vực công cộng kể từ 0 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2021, yêu cầu người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Trường hợp cần thiết ra khỏi nhà thì phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của thành phố, tất cả các ban ngành đơn vị đã triển khai đến cán bộ, công chức, người dân trên địa bàn. Đặc biệt các tổ dân phố, các khu dân cư đã triển khai văn bản chỉ đạo của thành phố Yên Bái trên hệ thống Zalo nhằm thông tin nhanh chóng kịp thời. Là doanh nghiệp nằm trên địa bàn thành phố trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global Yên Bái tại khu công nghiệp Âu Lâu, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch cũng như có phương án đảm bảo an toàn cho người lao động. Thay vì chia làm 2 ca ăn trưa như thường ngày, công ty đã chia thành 4 ca, mỗi ca không quá 300 người và ngồi giãn cách theo quy định. Đồng thời chia số lượng công nhân thành nhiều tốp khi ra về, tránh tụ tập đông người vào giờ cao điểm. Công ty thì là từ trước giờ này đã triển khai cái công tác phòng chống Covid tại nhà máy rồi, tuy nhiên thì là có cái thông báo chính thức từ phía Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về cái giãn cách xã hội. Thì công ty đã triển khai việc đo nhiệt độ, yêu cầu toàn bộ công nhân đo nhiệt độ trước khi vào xưởng, sát trùng tay. Ngoài ra thì là công ty có bố trí giãn cách xã hội trong nhà máy. Hiện thành phố Yên Bái đang thực hiện cách ly tập trung 22 trường hợp, cách ly tại nhà 8 trường hợp và theo dõi sức khỏe tại nhà 51 trường hợp. Tính từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, thành phố đã xử phạt gần 30 trường hợp không chấp hành đeo khẩu trang với số tiền gần 30 triệu đồng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh và nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, thành phố Yên Bái đã thành lập các đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch. Dưới sự chỉ đạo của Ban phòng chống dịch bệnh tỉnh cũng như thành phố, lực lượng công an thành phố những ngày qua đã thực hiện rất nghiêm chỉnh với sự chỉ đạo của cấp trên, tổ chức bảo vệ nghiêm ngặt các khu cách ly tại khách sạn Như Nguyệt và phối hợp với các lực lượng khác đi tuyên truyền với bà con về công tác chấp hành các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh và xử lý đối với trường hợp vi phạm như không đeo khẩu trang nơi công cộng và tuyên truyền bà con giãn cách xã hội thực hiện đúng sự chỉ đạo của thành phố. Thì lực lượng quan chúng tôi thì với lực lượng y tế, với quân sự là chuẩn bị sẵn sàng các cái cơ sở, lực lượng để bảo vệ các cái khu cách ly tập trung. Để sao mà khi dịch bệnh xảy ra lan có thể lây nhiễm cộng đồng, chúng ta đảm bảo cái lực lượng để ứng phó với tình huống đó. Chủ động quyết liệt nhanh chóng trong công tác phòng chống dịch, truy vết các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 là một trong những giải pháp mà thành phố Yên Bái đang triển khai mạnh mẽ nhằm ngăn chặn dịch xâm nhiễm vào địa bàn, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Tại huyện Văn Chấn, những ngày qua huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã thị trấn siết chặt các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng.
Ngay sau khi có thông tin trường hợp người trong đoàn chuyên gia nước ngoài có ca nhiễm COVID-19, dừng chân nghỉ ngơi ăn uống tại một số địa điểm trên địa bàn, huyện Văn Chấn đã vận động các gia đình tạm thời đóng cửa, ngừng kinh doanh những dịch vụ không thiết yếu. Đồng thời tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại các khu vực nơi đoàn chuyên gia dừng nghỉ và các khu vực có nguy cơ cao, tiến hành truy vết các trường hợp F1, F2, F3. Huyện đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và đưa các đối tượng có nguy cơ cao đi cách ly tập trung theo đúng quy định. Huyện cũng chuẩn bị đầy đủ thuốc men, nhân lực, các phương án cách ly, khu vực cách ly, sẵn sàng ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19. Trong cái thời gian vừa rồi, thì tất cả những trường hợp là F1, F2, thì chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 100%. Và những trường hợp là F1 thì đã đưa đi cách ly tập trung. Và một số những trường hợp F2 mà trong cái diện là nguy cơ cao hơn thì chúng tôi cũng đã tiến hành đưa đi cách ly tập trung. Và đối với những trường hợp liên quan đến F2, F3 thì chúng tôi sẽ cho cách ly y tế tại nhà và tổ chức cán bộ y tế cùng với địa phương là quản lý chặt chẽ để giám sát các cái việc mà người dân thực hiện cái cách ly theo cái quyết định của địa phương đã ban hành. Song song với việc triển khai và chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ khuyến cáo 5K trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao như các địa điểm đoàn chuyên gia nước ngoài có ca nhiễm COVID-19 dừng nghỉ, các khu vực chợ, trường học. Thì trong thời gian qua thì sau khi dịch bệnh diễn biến phức tạp như thế thì đoàn thanh niên chúng tôi cũng tổ chức các buổi đi tuyên truyền bằng xe loa di động ở các thôn bản. Ngoài ra thì còn tuyên truyền bằng các hình thức như băng rôn khẩu hiệu và in pano áp phích để tuyên truyền cho người dân rồi đi từng hộ các gia đình để tuyên truyền cho những cái hộ gia đình mà bị tiếp xúc gần với cả những cái trường hợp F1 của đoàn Trung Quốc đi qua, tuyên truyền để mọi người thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID và cách tự cách ly tại gia đình để không ảnh hưởng đến cộng đồng. Nói chung ai cũng ý thức là đeo khẩu trang một chiếc rồi là tránh tiếp xúc với mọi người nhiều. Mong muốn là các cơ quan đoàn thể là tuyên truyền tốt về cái vấn đề này cho mọi người dân gọi là có ý thức tham gia phòng chống COVID. Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, huyện Văn Chấn đang nỗ lực triển khai các biện pháp quyết liệt để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Quý vị và các bạn thân mến, dù mới kích hoạt trở lại 9 chốt kiểm dịch y tế, song với tinh thần cao nhất góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, mặc dù thời tiết nắng nóng, lượng người trở về sau kỳ nghỉ lễ đông, song những chiến sĩ nơi tuyến đầu này vẫn căng mình làm nhiệm vụ, ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngay khi được kích hoạt trở lại, tại chốt kiểm dịch IC12 thuộc địa bàn xã Minh Quân, huyện Trần Yên, rất đông các loại phương tiện vào thành phố, nên những chiến sĩ cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động phải linh hoạt để chủ các phương tiện kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế. Lần lượt theo chỉ dẫn của những cán bộ làm nhiệm vụ, hành khách từ các phương tiện đều chấp hành và thực hiện nghiêm việc khai báo đầy đủ thông tin từ nơi đi đến biển số xe và cả số điện thoại. Đối với những xe khách đường dài, bên cạnh việc hướng dẫn hành khách chấp hành các quy định của nhà xe như sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi lên xe, nhân viên nhà xe cũng ghi tên, địa chỉ, số điện thoại của hành khách, lịch trình lên xuống để phối hợp với lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch. Để kiểm tra thân nhiệt cũng như khai báo y tế một cách nhanh gọn, thuận tiện, tránh ùn tắc kéo dài và tụ tập đông người ở khu vực kiểm dịch. Hành khách lên thì trước tiên là mình sát khuẩn, xong mình hỏi địa chỉ, số điện thoại, lên từ đâu xuống ở đâu. Còn về đấy thì dọc đường thì hành khách chấp hành nghiêm những cái gì của nhà xe đề ra thôi. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái, Công an tỉnh đã quyết định tái kích hoạt 9 chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh từ 15 giờ ngày 2 tháng 5. Trong đó, lực lượng liên ngành tham gia gồm công an, y tế, quân đội, thanh tra giao thông tham gia phối hợp và hoạt động 24/24 giờ. Đặc biệt, thời điểm này trùng vào những ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, do đó lượng người đi thăm thân, đi du lịch từ các địa phương khác trở về địa bàn là rất lớn. Kéo theo nguy cơ cao dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn nếu như không có biện pháp giám sát từ xa. Bản thân em thì chấp hành theo các quy định của nhà nước. Là đeo khẩu trang. Vâng, đeo khẩu trang, quản lý cả không tập trung nơi đông người.
Nói chung là dịch bệnh này nó cũng lây lan, làm cho con người ta là cũng về cái thứ nhất là để mình đảm bảo cho cái cộng đồng xã hội nó không được lây lan, rồi mình giữ cho bản thân mình, giữ cho cả cộng đồng. Trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, lượng phương tiện và người qua các chốt tăng cao, đòi hỏi các cán bộ chiến sĩ phải căng mình phân luồng giao thông, kiểm tra thân nhiệt và tiếp nhận thông tin khai báo y tế. Mặc dù phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao, điều kiện thời tiết nắng nóng, song mỗi thành viên đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn. Thật ra là tâm lý chung tất cả đều mọi người đều lo, nhưng mà nói chung là tinh thần cũng vẫn phải lạc quan ạ. Thì vì dù sao thì công tác phòng chống dịch ở Việt Nam cũng khá là tốt ạ. Mình thực hiện tất nhiên là đầu tiên là phải giữ sức khỏe ạ. Giữ sức khỏe thì mình hoàn thành tốt cái nhiệm vụ ở chốt này ạ, cũng như là công tác phòng chống dịch ở địa phương. Cái lượng phương tiện và cái lượng người đấy rất là lớn. Và hai là không phải là lúc nào cũng thời tiết cũng thuận lợi. Ví dụ như nắng mưa anh em cũng phải ra dừng xe, nếu như không dừng xe mà bỏ lọt một người qua thì biết đâu đấy là một cái gì đấy là hiểm họa của xã hội, nên là anh em rất là chủ động vấn đề này và không bao dám lơ là một giây phút. Và anh em chúng tôi xác định cái việc là khoanh vùng và sàng lọc ngay từ ban đầu là một cái công tác để trong góp phần trong phòng chống dịch Covid này. Chúng tôi luôn luôn là cố gắng và không luôn luôn cố gắng nhiệt huyết cũng như là dồn hết sức lực để hoàn thành nhiệm vụ. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, các địa phương thì những chốt kiểm dịch này đã và đang đóng góp hiệu quả trong việc ngăn chặn và phòng ngừa dịch từ xa nhằm hạn chế thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng.